giờ luôn á hả? Tất nhiên. Bà bị điên à? Hả? Giờ này còn làm việc cái gì nữa? Hình như hôm nay Sơn Tùng FTP ra bài hát mới đúng không? Gọi điện ngay cho con quỷ cái đó, nói là tôi không làm. Mình phải lấy lại được mảnh ghép đó. Mang cái này vô phòng anh ta giùm chị. Để em làm cho cái tay bị cái gì vậy? Dạ, chị yên tâm, tôi không có giận gì đâu. Tôi đang tập trung thời gian để giật lại hơi mốt cho chị còn gì. Làm sao?